Chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu đến mọi người một bộ tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ với cái dòng men là men Ngọc Lục Bảo. Sản phẩm thì được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam thuộc dòng gốm sứ. Và cái điều đặc biệt đó chính là bộ tượng này thì đã được dát vàng 18K, rất là sang trọng, được dát điểm vàng nhé. Cái màu xanh ngọc kết hợp với cái màu vàng và óng ánh của vàng kim thì giúp cho bộ tượng của chúng ta rất là nổi bật và sang trọng, đẹp mắt, độc đáo. Đây là ông Thọ này, ông Lộc này, ông Phúc này, ba ông này. Ông Thọ thì trên tay có cầm một quả đào và một chiếc gậy rồng. Ông Lộc thì ở trên tay có cầm gậy như ý. Với bộ trang phục của ông Lộc là một bộ áo quan. Đây là ông Thọ này, trên tay có đang đỡ một cậu bé tiểu đồng. Đây, cái màu này là màu ngọc này. Thì ở dưới chân của ông nhé, dưới chân của ông đây là hình ảnh đám mây nhé. Ông đang tọa trên đám mây. Mình sẽ đo kích thước của ông. Kích thước chiều cao là 73. Chiều cao là 73. Và bề ngang tổng 3 ông nhé. Để cao thì 73 ông nhé. Bề ngang tổng 3 ông là chúng ta vào 1m14. 1m14 là chúng ta để được tổng 3 ông như này là đẹp. Đúng theo cái khung như thế này là 1m14. Chiều cao tổng khung này cho mọi người là 78cm. Bộ tượng rất là đẹp, cái men ngọc lục bạc này nhìn nó cực kỳ là một cái gì đấy, nó hoàn cổ và sang trọng. Khuôn mặt của ông rất là hoan hỉ nhé. Tất cả những màu men, màu này là màu men này, màu xanh này, màu da này, màu dâu này, tất cả đều là màu men, là màu bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ bị phai mờ trong quá trình sử dụng. Đó, điểm vào. Okay.
Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình là một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh và tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết để mọi người có thể xem và hiểu rõ hơn nữa về những sản phẩm mà các bạn có thể là đang quan tâm. Nếu như mà xem xong những cái video của mình mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào.